Lê Banh. Từ từ. Lên. Ok. Chữ ta. 6 7 8 9 10. Đời sống hiện đại. Đôi lứa yêu nhau. Gia đình hạnh phúc. Đẳng cấp GM. Duy Nguyễn, doanh nhân thành đạt. Luxury Home Gym. Chào mừng các bạn đến với chương trình Duy Nguyễn dắt gái về nhà đột kích Home Gym nha các bạn. Và đây là cô gái đầu tiên được Duy Nguyễn dụ về nhà dụ tập gym. Và chúng ta cùng nhau chinh phục một cái máy Home Gym. Ở đây cái máy này có tên là Apollo 7.4, giá trị thương mại là 200 triệu Việt Nam đồng nha các bạn. Trong chương trình hôm nay thì rất thành thật xin lỗi các bạn, phần âm thanh có thể nó không tốt lắm. Tại cái đội ngũ cắt gạch nó đang ở phía sau lưng và chuẩn bị cắt cưa rộp này nọ kia để ốp những cái viên gạch viên đá vào những vị trí cuối cùng để hoàn thiện tòa nhà vĩ đại THL Gym Center quận 7. Có bài hát không cho các bạn? Quên, em chào khán giả đi em. Hello mọi người, mình là Cathy. Hôm nay lần đầu tiên mình đến đây để quay với anh Duy. Mà ấn tượng đầu tiên của em đến với chiếc máy này em thấy có đẹp không? Đẹp. Có sốc, có đẳng cấp không? Quá đẳng cấp. Vậy anh xứng tầm với danh hiệu gym chúa chưa? Quá xứng đúng không ạ? Rồi ngày hôm nay thì Duy Nguyễn đã lên chương trình rồi. Thật ra thì anh sẽ có một cái lịch tập cũng khá đặc biệt ngày hôm nay. Đó là anh sẽ tập ngực và em sẽ tập chân, mông, đùi trên một chiếc máy này thôi. Chúng ta cùng trải nghiệm giá trị 200 triệu cho chiếc máy này. Và bây giờ là chúng ta dành những phút thời gian để chúng ta làm nóng cơ. Bây giờ khởi động nha. Ok. Ok. Cái răng nó chưa được phê lắm ha. Nè, cái răng ở chỗ này nè. Chỉnh cái chốt, kéo chốt ra. Kéo ra. Một tay vịn cây, lắc cái cây vô. Rồi, ok. Nhả nhá. Cứ nhả đi. Ok. Đó, rồi. Cầm đây nè. Con gái đừng có nhoi em. Cầm đây nè, đó. Xong rồi ưỡn cái ngực ra. Okay. Xong rồi mình dành cái mơ này rồi mình để cái chân chắc vô rồi mình đẩy ra. Không mạnh đẩy. Đó. Phê không? Thở ra. Phê không? Lên đi. Lộn. Thở đi. À. 4. 5. 6. 7. 8. 9 cái à? Nữa. Rồi lên cho anh 40 bao nữa, lấy cho anh cái bao tay. Đừng có nhờn với Duy. Chưa. Mạnh mẽ lên. Cố lên. 2 3 4 5 cái à? 5 thử cái coi. Gì? 6 cái rồi. Wow. Mạnh mẽ dữ vậy trời. Nhiều đây. 140 lần đó. Thêm 2-3 bánh nữa đi em. Anh nói anh tập full cây là anh full cây à. Đừng có nhờn với Duy Nguyễn nhé. Xin chia sẻ cho các bạn, đây là một sự tình cờ thôi nha các bạn. Đừng nghĩ ngợi gì lung tung nha các bạn. Đừng có đồn thổi những thiết âm mưu nào đó mà trong ngành thực phẩm bổ sung nha các bạn. Ở đây là cái món quà của một người bạn tặng cho Duy Nguyễn. Nói chung là Duy Nguyễn có nhiều người bạn ngoài đời đúng không các bạn? Một người bạn này đang làm một chức vụ khá lớn trong công ty này. Đó, tặng cho Duy Nguyễn, xài cho nó khỏe thôi. Đơn giản là vậy thôi nha các bạn. Đừng bao giờ suy diễn lung tung tội nghiệp công ty BBT. Nói thật sự là Duy Nguyễn rất thích qua bên đây tập mà. Tại vì cuộc đời của Duy Nguyễn chưa bao giờ có được cái cảm giác mà chạy từ khu Tây qua khu Nam. Đó, nó đóng vai trò là một khách tập gym bình thường để mình đi tới một cái phòng gym. Phòng gym đó là phòng gym của mình. Hay nói khác đó là mình, ví dụ như mình giả sử mình đi làm đi,
mình ở từ trụ sở công ty xong mình chạy về qua phòng gym mình tập đó, mình chạy về nhà mình tập cũng được. Đây là cái home gym. Home là gì bạn? Home là tổ ấm. Tiếng Anh home là tổ ấm nha các bạn, chứ không phải home là cái nhà là house. Đó, ghê chưa? Ở đây hay bữa này chỉnh tiếng Anh ớn không? Vậy tôi đố bạn sự khác biệt giữa rock và stone. No. Nào, thánh tiếng Anh đâu vô phân tích cho rock với stone khác nhau sao? Đỡ, đỡ. Đứng ngồi nhìn không à. Bây giờ biết nguyên tắc lỡ chưa? Cái này á là cái này là đàn ông tập vú mà phụ nữ tập lưng. Mà nói theo cái từ chuyên môn á là không, em ở đây kéo rồi, đúng rồi đúng rồi. Đúng rồi, ừ thì bây giờ người tập ngực, người tập xô. Rồi, một hai ba. Đỡ sai thế rồi ba ơi. Trời ơi sai rồi. Em đỡ phải dẫn cái mông lên nha nè. Đó, ra. Em phải đứng dậy chứ, em đứng dậy mới kéo được chứ. Em đứng dậy sao em kéo. Ok. Đó. Cái này là cái module dùng để tập chân và đùi nha các bạn. Rồi em nha. Ngồi lên đúng không? Ừ. Ngồi phải chỉnh chút đỉnh đó nha, chứ không phải ngồi không đâu. Từ rồi. Em vừa mà. Rồi ngồi để cái giò vô. Vậy là chưa vừa. Đúng không? Vậy là chưa vừa. Cao hả? Không phải chưa cao, nè, mà ngồi chỉnh cái ghế. Ghế bên tay em á. Cái ghế này chỉnh bên tay em kìa. Thấy không? Nó có cái cần. Đây đúng không? Em ngồi lên luôn, em ngồi lên luôn. Em ngồi luôn, cái tay em bóp vô, bóp cầm bóp vô nè. Bóp này nè nó. Nó. Rồi hít lên xíu cho nó vô khớp. Rồi đó. Cái này là vừa đúng không? Đúng rồi, vậy là vừa đó. Ok. Rồi hết vừa. Rồi, lấy tay đặt đùi gối. Đùi gối cho nó an toàn rồi xong rồi em đạp mạnh đẩy nó ra. Nổi không? Có mấy cục không nổi nữa hả? Trời, trăm cục lên. Trăm ký, trăm bao. Nụn. Trời. Dò dài để làm chi vậy? Từ từ. Rồi, dứt. Đó. Rồi xong rồi vô từ từ thôi. Rồi vô. Rồi. Đạp ra, đạp, giữ lại, đạp ra, giữ lại, đạp ra. Đó. Thăng thẳng cái chân chút nữa. Ok. Rồi. Rồi, đạp ra. Đó. Rồi. Đạp ra. Thẳng cái chân ra, chân gì không thẳng gì chân vậy? Đó. Rồi. Rồi, đạp ra. Ok. Đó. Rồi, vô. Rồi, đạp ra. Ok. Rồi, tập đi. Đó. Đó, tập đi. Ok. Đạp ra. Chưa nặng, chưa đủ nặng để rên anh. Rên gì nãy đạp nặng đạp có nổi đâu. Nó cái này bóp vô chỗ nào mà cứng là cơ, chỗ nào mềm là mỡ. Thế thôi. Mà chân em toàn cơ không à? Thôi, cơ không à. Cơ không à. Chân cơ không à nha. Đó, chỗ nào cứng là cơ mà chỗ nào mềm là mỡ nha các bạn. Cái này cái bài này phải dẫn gái về nhà rồi là mình mới tập được nha các bạn. Chứ không phải vô phòng gym mà các bạn tập các bạn gờ gờ mó mó bằng sờ sờ soạn soạn này đi, nó sút một cái một quá là cái như là thôi. Không ai bên nổi. Chân 80 kg lạnh nha, cho nó máu à. Wow. Chân ra. Chưa nữa hả? Cho nó máu tối nay về lớp. Vô. 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 Tạ sát vô, anh Giang. Tạ sát vô. Tạ chưa sát kìa, nhìn nè. Bây giờ anh nhìn nha. Rồi giờ giữ nè, tạ nó phải sát bây giờ nè. Đó. Lấy cái tay đặt cái đùi gối, không có đùa đâu. Nguy hiểm chết á. Rồi. Đó. Đó. Đúng không? Đạp ra một cái nó phải có cảm giác nó nặng rồi. Nó phải có cảm giác nó mệt mỏi. Chứ là phải em đạp vô một cái rồi em như là cởi ngựa xem hoa. Rồi đủ chưa? Đủ. Đủ rồi, thả ra nghỉ đi ra. Thôi vội xuống rồi. Rồi. Xong qua đây tập vú. Em đỡ không? Hai bạn. Lên anh. Từ từ.
từ từ ta dồn khí vô đang điền đồ. Ok. Biết đủ chưa? Đúng rồi. Nghe nhẹ thôi em, đừng có kéo mạnh quá. Anh diễn thôi chứ anh mạnh lắm. Không tin buông ra đẩy cho coi. Không tin buông ra đẩy, buông ra đẩy đi, không sao đâu, buông ra luôn đi, đẩy cho coi. Lên. Ok. Chữ người ta. Nói chung anh phim chúa dê gái cũng có nhưng mà bản lãnh có thừa. Full cây. Đúng là sao? Full cây là kéo tạ ra tới mức cuối cùng chọt. Chứ mới mà. Ai trong ngành gym là hiểu chữ full cây rồi. Thôi nhẹ nhẹ thôi cũng được, không cần nặng đâu. Ok. Rồi hạ vô. Ráng rồi hả? Hạ vô, đừng có cãi, sư phụ còn nhiều chiêu làm cho em phê lắm. Bây giờ mình đổi thế, đổi chiêu đi em. Giảm bớt hai cục. Ủa giảm nữa hả? Ừ, giảm bớt hai cục cho anh. Ừ, nghe lỗ đó, đúng rồi, nghe lỗ rồi đó. Chọn đúng lỗ rồi đó. Rồi để chân lại. Đừng có banh chân ra mất nết quá, khép chân một xíu. Vừa hơi, đỏ đây nè. Rồi, đập tiếp. Gì đâu? Đập đi. 10 cái thôi. Nhẹ quá à. Ừ. Đập đi. 3. Đập đi. 4. Đập đi. Ừ. Đập đi. Đập đi. 9, 20 cái cũng được. 10 cái thôi, 10 cái thôi. Đừng có tập, tao có bài mà. Rồi, thả vô. Thả vô. Rồi. Nằm mấy ông bên. Đập một chân thôi. Cái chân này để bình thường nè. Rồi. Không phải, cái chân này để bình thường nè. Cái chân này đừng đụng đó. Để xuống hả? Ừ. Để lên cho nó mạnh. Để nghiêng một bên này nè. Đạp nghiêng một bên này nè. Biết không? Nghiêng này á. Đấy chân hả? Xấu quá à ba ơi. Không? Hả? Thôi ra đi ngồi thử cho coi nè. Đó không? Bây giờ là mình đạp cái má mông á. Má mà đây nè. Không? Nè thấy cái chân để không? Ừ. Tao để đẹp vậy nè, mày để vậy sao đạp? Chưa thấy nhỏ nào để chân vô duyên như nhỏ này luôn á trời. Thế thì nó mới có cái để nói. Em để vậy đàn ông thấy nó bỏ chạy hết con nhỏ nào để cái tướng xấu gì không? Không, tao để vậy nè. Ừ, thấy okay. Không? Ý anh là để em nép lại hả? Rồi cái mặt nhìn bên đây nè, thấy không? Rồi lúc đó là mình đạp ra, thấy không? Ừ. Ok, đó. Ok, mình tập phía ngoài đây nè. Phía ngoài, không phải ngoài đây nè, thấy không? Đó. Đó, ok. Rồi. Nhưng mà thấy cũng hơi nặng thôi, em giảm bớt nó đi. Rồi vô. Đó. Ôm này luôn cũng được, làm sao cũng được đó. Nói chung làm sao để nghiêng một bên tập. Rồi. Cứ đạp ra. Không nổi hả? Không nổi hả? Cái gì mà mạnh dữ vậy? Thêm. Thêm. Rồi đạp đi. Sát chưa? Cũng được nhưng mà cái chân nó phải chéo ra đây xíu nữa. Nhưng không, cậy ráng đi. Em tập chưa quen đâu. Cái level fitness của em còn thấp lắm. Nào cứ tập cho nó quen đi. Ừ cái chân đó làm sao cho nó đẹp làm đi chứ. Ờ. Rồi. Mấy cái này. Mấy cái này sao? Mấy cái đồ quỷ này đơn giản không ạ? Mấy cái đồ quỷ này đơn giản không ạ? Mấy cái đồ quỷ này đơn giản không ạ? Yeah. Nó là cái gì đâu là đẻ con mấy nữa em còn đẻ được. Đơn giản à? Phụ nữ làm được nhiều lắm. Mấy cái rồi đó. Rồi đổi bên đi. Đổi bên hả? Ờ. Bên này là hết đó, bên này là bên hơi khó à nghe. Đỡ bên đi. Đó, trời vô. Đã mà nói không? Sao không nổi? Trời ơi, phải có 40 cân nha mấy. Để mày anh. Đập cho chán nghỉ đi. No.
Rùa. Không làm được phải làm bằng được chứ, nghĩ là la rồi à. Bà mệt thì vô nghỉ đi. Đủ. Làm gì căng vậy? Dạ, căng không? Rồi qua đây ngực. Lên. Tôi mệt quá. Đó, thọt cái giò vô. Chỉnh cái ghế này nó xa quá nè. Ngồi luôn được không? Bên kia kìa, cái tay chỉnh, ủa tao chỉnh là đây nè, rồi. Chưa. Rồi dựa vô. Rồi. Rồi xong rồi chỉnh tả kia nữa kìa, nó nhiều quá. Mấy cái này nhỏ gì, chẳng qua em thích ít tí thôi. Rồi đá thẳng chân lên. Từ từ. Cái này chưa được. Rồi, đá thẳng chân lên, đó đúng rồi đó, đá thẳng lên vậy đó. Thoải mái chưa, ngồi thoải mái không? Được ngồi mà đó. Ngồi nó phải thoải mái nha. Thoải mái. Đó. Cái đá vậy đi. Ok. Đó, đủ rồi đó. Nhẹ hàng chút lên tạ. Rồi xong rồi, giờ qua đây có một cái game mới nè. Bây giờ em chỉnh cho anh 100 bao. Xong anh tập xong một set em xuống 80 bao. Xong rồi em tập xong một set em xuống 60 bao. Nhìn số nha. Có nhiều cách cầm tay lắm mấy bạn. Đây. Đếm hai gì nữa xong rồi rồi chú chuyển 80 bao liền giùm anh cái nhanh nó nguội cơ. Xong em đếm cho anh 10 cái ra ngoài. Đếm cho anh 10 cái lên. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ok. Ok rồi. Rồi, ok. Mấy cái? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, xong. Cái đó tôi kêu là drop set. Liên tục. Ừ, rồi tiếp tục em chơi bên này đi. Em cũng làm cái drop set giống anh vậy đó. Bây giờ em chỉnh, em thì mỗi cái 10 cái đúng không? Giờ 50. 40. 40 nhẹ quá vậy? 40, 30, 20. Như thế là nó đúng đó. Sao giống như là nít tập vậy? Đâu. Cái này mình demo nó phải thế, động tác nó phải đẹp quá, nặng quá. Vô, đến đây. Rồi, 1 2 chậm thôi. 3 4 5 6 7 8 9 10 hả? Một chút. Rồi tiếp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi hạ xuống. Rồi vô. 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 giữ không hạ, giữ giữ nào mỏi hạ, giữ 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 tai nạn nghề nghiệp em không sao, lỡ lỡ tay rồi, giữ 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 chừng nào mỏi chịu không nổi nữa thì hạ, còn nếu giữ tới ngày mai luôn cũng được. Hết chịu nổi rồi. Bây giờ anh đố em á, chứ cái bài tập này là nó bị một cái khuyết điểm gì? Là cái bài tập này là hai cái tay nó bị nó cố định không ép cái vú vô được. Chúng ta phải kiếm một cái bài khác nào mà nó ép cái vú vô được, hiểu không? Đó là cách thiết kế giáo án này. Nói em gật đầu thôi chứ biết đâu hiểu đâu. Gật đầu là đồng ý đó. Ba lên năm sáu bảy tám chín mười 180 à? Dạ lại. Bao nhiêu? Giảm còn 120, 180. Cái gì vậy? Lên 180 luôn hả? Ừ. 100 xuống. Ôi, giảm tạ lại chị ơi. Anh nhả xuống thì em rút chứ. Ok. Rồi. Lên. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nướng. Nướng thì giảm đi. 80. Rồi là rồi là 80 này. Ok. Vậy vậy hoài không hiểu trời. Lên 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 lên. 80 đó. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, rồi vô. Thế em. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. 3. Wow, cái đùi cứng đờ luôn. Giữ lại. Đó, rồi thả ra. Giữ đây nè, đó, thả ra. Giữ lại. Wow. Cao cao lên xíu vậy, để tới đây nè. Rồi, dứt. Xẹt. Nè, dứt. Wow. Ừ. Mấy rồi? Đúng rồi. Cái nữa. Giữ. Giữ. Giữ đó. Giữ. Giữ. Giữ đi, đừng có buông nha. Mẹ. Rồi, thả ra. Rồi, đi ra. Vô đi, đừng ngại ngùng, em một cái module luôn đó em. Nani? Mình em khống chế giang sơn định quần thần. 10 cái, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 giữ. Buông ra. Buông ra. Chưa hết, nghỉ 5 giây. Thả lỏng nghỉ 5 giây. Biên cương lá rơi mà thu hà em ơi, đường dài mịt mùng em không tới nơi. 10 cái ở game. Giữ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, thả ra từ 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 từ. Rồi, tiếp tục. 10 cái lần cuối. Nói không? Không, tại thấy anh nhả hơi ăn da. 1 2 Úi giời, dễ ép không à. Nhìn thôi. 4 5 6 7 5 thôi, 8 9 10. Giữ. Đuối buồn. Đuối buồn. Đuối buồn. Đuối buồn. Giữ cả ngày cũng được nữa là. Đừng nói bóp chim hồi đuối nha. Anh nói vậy thôi. Rồi ok. Sợ hư tạ. Rồi. Trời đất ơi, máy người ta mới xịn, tao tập được nhiều bài lắm chị ơi. À, vô đây, ây da. Sao cứng nhắc vậy trời. Thằng Kim Chúa mà giờ đi hầu gái cho này nó thấy sai sai ta. Đâu có đâu, cái này là giúp đỡ. À đúng rồi, giúp đỡ, rồi giúp đi. À, cái này vừa chứ mà sao nó nặng thế vậy trời.
Rồi, vô. Đó. Không, có chạm không chạm. Đừng có cao quá, ok. Rồi. Không sao, đứng lên một tí. Rồi. Không chạm đúng không? Hay mỏi mỏi không? Mỏi. Ok. Đó, thương lắm mới chỉ nha. Trời đất ơi, chỉ có máy của Duy Nguyễn mới có nha. Đó, ghê chưa? Máy của Duy Nguyễn mới có nha. Theo hướng khác luôn không nhỉ? Hả? Hướng nào cũng được. Ừ. Chỉnh nó đây nè. Cái gì vậy ba? Đó. Không có lợi dụng nữa. Ừ, đó. Rồi. Nói chung á là cái bài này tập có thể xấu và đẹp nhưng mà cái cảm giác làm theo mỏi mông mới được nha. Mỏi. Ok, mỏi thì được. 6 7 8 9 2. Rồi thôi được rồi đó. Rồi đây tham thử tháo qua đi. Dạ. Bài này em kéo được không? Hả? Em có kéo bài này được không? Bữa nay em đâu tập ngực đâu. Bữa sau anh chỉ em tập ngực. Vô. Trời ơi, em vô đây là liệu trình rồi. 36 buổi. Wow. Nó có thế, nó có bài nè. 36 buổi. Nhiêu? 36 buổi. Là đi 36 lần. Ừ, rồi thêm trả cho anh buổi 1 triệu nữa là 36 triệu nữa. Em tưởng đi nốt hôm nay là xong mà. Làm gì xong? Làm gì dễ ăn thế? Em chỉnh anh lên tạ xíu giùm anh. Lên vô. Lên 2 cục. 80. Ok. Vô. Hồi nãy mới nói gì các bạn? Hồi nãy gì đó là bài kia không ép tay được đúng không? Đúng rồi. Bài này ép được nè. Ừ. Bài này là ép ngực đúng không? Đúng rồi. Rồi. Được không? Bài này là ép ngực đúng không? Đúng rồi. Rồi vô tập tiếp đi. Em có bài này nữa trời. Cái này là... Sai rồi. Anh phải đứng bên này cơ, em bên kéo nó mới dễ. Đó, đúng rồi đó. Ok. Ok. Đẹp luôn. Sao? Chống mông ra. 4 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 Ok. Rồi, bây giờ nè. Đứng ra xa xa ra. Em thực hiện động tác hít băng nè. Ồ, cái này là phải hít ra chứ đâu có nhả vào được đâu. Hít cái này ra chứ. Đó là cái động tác khác nữa. Động tác đó là vậy. Giờ tập nó xuống được. Đá ra trước đi. Đá này á? Không, đá ra ngoài bên hông bên đây nè. Đá ra đây nè. Nhẹ lại hả? Thử tạ. Rồi. Nặng không? Vẫn nặng hả? Đưa không cần thẳng cái chân. Cái chân em cong nha. Đó. Đá đúng rồi. Đó, tập phần này nè. Ok. Đá thẳng không được sao? Thử đá thẳng cũng được. Đá thẳng nó khó hơn. Nhưng mà nó đẹp hơn. Ừ đó. Đó, vô này nè, hiểu không? Hiểu không? Đúng.
chút xong cái em đổi chân đá qua bên này. Sẵn tạ đó, đừng đổi sớm quá. Xong chưa? Biết được không? Cứ ngang qua đây nè. Ok. Rồi, đá của anh nè. Giờ đá ngược vô trong. Dít vô trong miếng. À đó. Là vô phần này nè. Chứ có mỗi phần này được nha. Giữ lại. Ok. Có cảm giác không? Nó phải vô cái phần ấy nghe. Cái phần xíu xím á. Ok. Ráng đá sâu sâu vô xíu đi. Nè đá, dít vô về chỗ đẹp. Đó. Ok. Thẳng thẳng chân xíu, đừng có cong quá này nó xấu. Ok. Quéo rồi hả? Đừng có để tại chạm cái cạch kỳ. Mệt rồi đúng không? Mệt. Thôi nghỉ mệt đi rồi xong đổi chân. Lộn. Nè. Ok, nó nói vậy nó mới đúng nè. Em đá thẳng nó mới xấu á. Tức là cái động tác của chân mình nó cong cong mới nó đá là vậy nó đẹp hơn. Đây à? Tức là em tưởng tượng như chó đó. Thấy không? Con chó đó nó giang chân ra làm gì mấy em? Đó. Thì nó giang cái chân ra vậy nè, nó tự nhiên hơn. Em cầm em đá gì có ai cầm đá gì không? Khi mà em đá thì chân em rất là yếu. Ví dụ em đá vô mặt người ta cũng yếu nữa, nhưng mà em dít vậy là nó rất là mạnh đó. Cảm giác này nó khác. Tự nhiên thôi, tự nhiên thả lỏng em cứ theo cơ chế tự nhiên của con chó đó đâu. Em nói ra nhạy cảm nè. Nhưng mà nó là vậy. Gym là những động tác mà rất tự nhiên, chứ nó không phải là động tác nó gượng ghẹo. Nè. Cái chân em để bình thường vậy không? Nghe không? Em đá ra. Em đá ra chứ em mới dọ méo méo gì kỳ vậy? À, cũng được, đó. Em đứng sao cho thoải mái để em tạo ra cái hình đó. Chứ không cần phải căng căng như em đâu rồi. Giữ vô ra. Ok. Chơi còn một cục luôn hả em? Em bất chấp sĩ diện em chơi còn một cục luôn hả? No. Ok. Đó, giờ đẹp rồi đó. Đó. Đó, góc này nhìn nó ok được rồi đó không? Cái động tác này em tập tốt hơn. Bởi vì nó nhẹ hơn, nó không phải quéo hơn. À, bởi vì em lên tạ nặng hơn, em đô em mạnh hơn. Ui. Lên luôn, bật cái sung. Có đâu? Không, anh. Đúng rồi đó. Dăng ra. Không. Ok. Mông má cái gì đâu mà cái này là phải vô trong thể hình online hoặc là vô nhà của Duy Nguyễn rồi đột kích home gym. Thì cái mông má với cái eo yết này nó mới khác được nha các bạn. Làm gì vậy? À. Rồi dứt. Đó. Đứng xa xa ra, đúng rồi. Ờ. Đó, đúng rồi. Đó. Nó dạy từ từ nó phải ra chứ. Đó. Mà tập có một cục hơi bị quê một chút. Quay tới đừng có quay tạm á. Trời ơi, góc nó rộng lắm, trúng hết nè. Ok. Rồi.
Đó rồi. Đôi chân. Đôi chân hả? Này là mình có cảm giác là hình như là mình chỉ bạn bài này bạn ghiền sao mà nãy mà tập quậy bạn hả? Không có ai chỉ bạn này trước đây hả? Nó sướng hai bên này hả? Đúng không? Hồi trước giờ bạn tập gym đâu có ai chỉ bạn đâu đúng không? Chưa bao giờ tập bài này luôn. Bởi vậy bạn biết tập gym rồi mới có ngón chân út à. Chứ đưa cho chưa có đặt được hết bằng chân mới ngày gym nha các bạn. Nhưng mà anh thấy em có triển vọng đúng không? Dạy cái viết luôn đúng không? Tập động tác đẹp đúng không? Hình như mình cảm giác có cái mùi gà gà đâu đây thôi. Thật sự mình cảm giác cái mùi gà gà đâu đây á các bạn. Xong rồi dứt. Vô. Nè nó có cái chỗ đạp chân ha, ngon không? Rồi. Ngon. Vô. Một. Hai. Ba. 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 Bốn. Ba. Hai. Ba. Sáu. Ba. Bảy. Ba. Tám. Ba. Chín. Ba. Mười. Ba. Một. Ba. Hai. Vô chạm cái mông vô ghế toản chết tôi từ không sao anh dẻo lắm anh đi massage là mấy nhỏ gái nó thấy anh dẻo lắm luôn á nó trời đất cơ bẻ cơ nào anh cũng ra ha. Đầu tiên là động tác đót ghi quỳ lại rồi không có thằng ảnh lưng vậy cái lưng cong. Không phải, em đừng có xa ra. Ừ, xa ra nữa, càng xa càng tốt. Ừ, đó. Rồi. Nè. Bài này là sai rồi. Ok, cái lưng cong nha. Rồi. Kéo lên. Không phải, thả. Em chưa hiểu cơ chế. Rồi, em nhìn lên nè. Em thả lên vậy nè. Ok, đó, giữ lại. Rồi, gập bụng vô. Gập, đúng rồi. Đó là vậy nha. Ok. Anh có thể sai. Rồi. Đó. Hiểu cơ chế động tác đó chưa? Cao lên. Cái đùi thẳng lên nè, cao lên. Khổ mẹ quá à, cao lên. Rồi. Nói chung mà tập xấu quá à. Nhưng mà không sao đâu. Để dưới nắng hồi tập được hết nè, nhìn nè. Buông ra đi em tập cho. Buông ra tay luôn. Không. Chớm thôi chơi cho full cây. Nè, nhẹ tay hả ba? Đúng không? Nè, anh nhìn này không? Nè không? Cái này kéo đầu. Đúng không? Rồi xong, gập xuống. Ok. Đó. Đúng không? Đó, còn mặt là như vậy. Ok. Ok, thấy không? Nhẹ quá ba ơi. Đó. Nè, hai cục về nắm đây. Cái tay kèm cái đầu vậy nè, gập vô. Ok. Nè, khi là cái cục nhỏ mình nó gần đụng đầu gối nè. Xong rồi lên tí, thấy không? Đó. Nó mới đúng. Ừ. Rồi, dứt. Đúng rồi đó. Ừ. Tập đi. Nè không? Cái chịu đau lưng á. Cái lưng không có thẳng vậy, cái lưng phải cong. Ok. Rồi tập đi. Rồi. Rồi. Đúng, lên đó. Đó.
Nó nè cái cổ nè gập vô. Ờ đó dán đi, come on. Vô chưa, vô chưa, cái gì nằm luôn vậy, cái gì nằm luôn vậy. Nằm ngay ổ điện nó giật một cái một là xù đầu đó. Trời đất ơi, bạn cái tủ điện này là mấy trăm triệu đó nha bạn. Wow. Giỡn đâu. Ghim chúa, ghim ghim chúa. Ghim 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 chúa. Ba. 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 Bạn ơi, nó nặng hơn, nó nặng hơn cái máy bên Bình Tân luôn, nó nặng hơn cái máy BBMS 5000 luôn. Thả tạ không độ Richter, một mình tao chắc nó cái gì vậy bà, cần như quỷ ngồi thôi nè. Từ từ, trời ơi, máy nhiều nhiều chức năng. Hai trong hai. Ok, thấy không? Nè, hai tay nè, thấy không? Hai tay nè. Ừ. Ừ. Tay của tao vẫn cao máy cái đã. Còn muốn tập như thế nào tập? Nó. Ok. Phải có giá trị thương mại nha các bạn. Kẹp tay vô đầu. Đúng rồi. Đó, cho nó chuẩn vậy đó. Rồi. Gập xuống. Ê bậy. Nè, ở đây nè, gập xuống, gập xuống. Không phải gập cái đó. Ừ vậy đó. Ừ. Cảm nhận cái bụng nha. Từ từ, từ từ từ. Đó. Sâu sâu xíu, cản nhách đi. Ờ. Đó. Ờ. Vô bụng không? Trời ơi, ngồi không dễ hơn nãy nhiều luôn á. Hả? Tại em cảm nhận chưa được. Tại em cảm nhận chưa được chứ. Nè, rồi. Thôi được rồi. Ra coi tập nè. Chỉnh tạ nữa, nửa cây giùm anh đi. Tạ nửa cây giùm anh đi. Vô cũng được hết đó. Nè không, nhìn nè. Nhìn thấy cách cầm của anh nè không? Nè, thấy cách cầm không? Xong em úp về lại đây nè, nó mới có lực. Chứ em cầm vậy nó là cái tay em mất lực, đúng không? Úp lại vậy nè. Đó, xong cái lưng dưới em tị vô ghế. Đó, xong gập xuống. Nè không, nhìn bình thường. Nè, cái lưng này không chạm nè, cái lưng không có chạm ghế nha. Nè, gập xuống. Ok, lên từ từ. Chứ em đâu, anh đâu tập gì, em ngồi gì cà bụp, tôi tập gì ghế vậy? Nè. Đúng rồi, ở dưới cũng cứng nữa. Thành công nè. Wow, nó vậy thôi. Để chế thì tẩm. Ok. Khổ ghê vậy đó bạn. Ừ, vậy mới có lực chứ. Úp qua tay lại vậy đó. Kẹp vô, trên cho nó ổn định. Mạnh nhất, khỏe nhất. Đó. Thấy không, nó khác liền chứ. Đó. Nó. Ok. Cái lưng này không cần rời ra nè. Cái lưng này nè. Cái lưng dưới của em nó không cần rời ra khỏi ghế đâu. Em cứ gập đi. Gập cái lưng dưới giữ lại em ghế. Đó. Ok, xong rồi lên. Đó. Hiểu không? Đâu cần phải rời ra khỏi ghế đâu. Tập phải có diêm chúa, người ta ngồi tao cầm tao chỉnh cho. Mà BT nào nữa chứ. BT phải BT Lào nữa chứ.
chưa? Phê chưa? Phê rồi, giờ mình đổi bài đi, quay còn hết thể nhớ. Rồi bây giờ á, mình sẽ cho các bạn thấy là chức năng này, ví dụ như bạn mua máy này về nhà, hai vợ chồng tập cùng lúc được luôn á. Hiểu bộ đúng không? Thì giờ hai vợ chồng trả góp đi, ông bỏ ra 100 triệu. What? 200. Rồi hai cái xe thắt của em chứ mấy. Tiền đó nó mua nguyên phòng. Trời ơi, thôi vậy thì tùy các bạn mạnh hay không mạnh nha. Không mạnh thì các bạn chơi luôn cũng được. Ok. A few moments later. Bây giờ này dễ nè, đúng không? Nè, tập hai bên này đúng không? Đúng rồi. Gặp qua vậy nè. Ok. Đó. Ở nhà là em cầm hai tặng cái này. Không, một cục thôi, đừng cầm hai cục sai á. Hả? Em cầm một cục thôi. Rồi. Từ từ anh tập ghế. Không. Giờ tay trái trước nha. Em tay gì vậy? Qua tay phải sang, qua tay phải. Đúng rồi đó. Ok. Ê, nặng vậy trời. Trời. Đúng là máy là nặng máy kia tại ha. Rồi vô. Bảy. Đổi tay, đừng nóng, bình tĩnh, đổi tay, tập gì nhẹ tia vậy? Tập cái phải feel chứ. Nhưng mà em cái sự tập của em thấy nó nhẹ tia à? Đúng rồi, quen được đó. Không phải tội nó quen được hai người mà. Nằm sướng ra nha. Quay mặt đây đúng không? Hay là quay... nằm ngồi đây, nằm đầu kia. Ok. Rồi. Ngồi ngã đầu ra. Cứ nằm ngã ra bình thường thôi. Rồi, ok chưa? Rồi, cái tay của em á vịn đây nè, nó đẹp, vịn dưới nách. Đó. Cái chân chụm lại. Đá lên, không cần thẳng lắm đâu. Rồi, chụm đây không? Đá lên. Ok. Đó. Rồi. Cứ thế mà đá thôi. 5-6 cái cũng được. Nó chỉ 20 thôi nha. Đếm đi anh. 3 4 5 Ok. 1 1 1 1 Ok. 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 Em thận bên kia hơn đúng không? Rồi xong, trở lại vị trí cũ. Tập cầm dưới. Cầm dưới nó có lực kìa. Rồi hai đùi gối khép vô. Hai chân khép vô đó lại, 12 cái. Đó như lúc nãy hả? Ừ, đi nhấc quả thôi. 1 2 3 4 xong rồi nghỉ tí đi, cái này chưa thử bao giờ. Là em cứ nằm vô đi, em cứ nằm vô anh chỉnh ghế anh đá thử một cái coi được không em. Thật sự cuộc đời của anh chưa bao giờ làm bài này luôn á. Nằm vô
mất niệm chân. Ủa đây anh chưa bao giờ làm mà anh cho em làm hả? Để là thử làm màu vậy mà. Thử thử để làm. Phải ngược lại như vậy nó mới giữ được cái chân thế thôi. Rồi vậy. A few moments later. Đá mình thử em. Ổn không? Được mà. Ổn không? Đá cao cao lên mới được. Bụng thì phải đá cao cao lên tới đây nè. Nổi không? Nổi không? Đó. Tiếp lên. Anh mình bỏ nhỏ tạ đi chứ. Nhiều tạ thế này thì không ra được. Tự. Em đang nhả chân xuống. Đừng có động hết á. Lỗ bên đây hả? Má hàng chỉ lỗ nhỏ quá đá móc. Rồi, lỗ nhỏ đâm hoàng vô. Đó rồi, đã thử đi. Được thôi chứ bài này bữa thôi. Được, cố lên được không? Được, được, biết rồi. Ừ. Ok, gắn lên. Ừ. Đó. Ok. Đây nha. Ok. Ok. Ơi. Rồi. Tới cái chân bên này. Ơi. Ok. À. 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 Cố lên. Cố lên cầm. Rồi. Má ơi, nó vừa đau. Vừa đau bên này, vừa đau ở đây. Vừa đau đâu nữa? Nôn 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 nôn. Đau tự lừa luôn đúng không? Đau tự lừa tùm lum. Nằm nó luôn đi. Nằm nó luôn đi. Rồi thôi, nói chung là cũng là ngày đầu tiên á mà Duy Nguyễn dắt gái về nhà để làm chuyện ấy nha các bạn. Thì mình cũng làm vừa vừa nhẹ nhẹ thôi, không em có đau. Đó, nên chờ cho vài bữa chị vết thương thể thác của em nó làm lặn lại. Đúng không? Sau khi các mạch máu nó bị nó gọi là nó hàn gắn lại. Đó thì chúng ta tiếp tục buổi tập tiếp theo. Buổi tập tiếp theo là buổi tập gì hoàn toàn bí mật thì Duy sẽ thông báo sau cho các bạn. Còn bây giờ đó thì Duy và Model tiếp tục uống boss vượt cao, protein, ăn bánh, đổ tâm sự chuyện tình, chuyện đời, chuyện đạo này nọ kia thứ, và tiếp tục qua một dự án thứ hai của ngày hôm nay, đó là dự án chụp hình. Chưa có hết nha các bạn, còn dự án chụp hình nữa. Bây giờ một ngày lao động của Duy Nguyễn khá là vất vả. Duy Nguyễn không có khái niệm thời gian và khái niệm không gian đối với Duy Nguyễn, công việc là tất cả. Và anh hy vọng là partner của anh cũng thế. Rồi chào các bạn đi. Bye bye mọi người. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.